đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tạo nên một cột mốc đáng nhớ khi chấm dứt chuỗi 3 năm vô địch liên tiếp của đội tuyển Thái Lan bằng việc đăng quang đầy xứng đáng tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019. Ý nghĩa hơn khi danh hiệu này được thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thực hiện ngay trên đất Thái Lan. Chúng ta hãy cùng một lần nữa nhìn lại hành trình trên đỉnh vinh quang đầy ấn tượng của đội tuyển nữ Việt Nam. Được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vị số 1 tại giải vô địch Đông Nam Á năm 2019, đội tuyển nữ Việt Nam đã biết cách khẳng định sức mạnh của mình ngay ở trận đấu đầu tiên. Bằng một thế trận vượt trội, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung dễ dàng vượt qua đội tuyển nữ Campuchia với tỷ số cách biệt 10-0. Đặc biệt hơn, khi lối chơi biên được toàn đội dày công tập luyện trước đó đã được Huỳnh Như và các đồng đội áp dụng một cách nhuần nhuyễn. Minh chứng là đội tuyển nữ Việt Nam đã tiếp tục có thêm 2 chiến thắng với tỷ số 7-0 trước đội tuyển nữ Indonesia và 4-0 trước đối thủ sừng sỏ Myanmar. Qua đó dẫn đầu bảng B một cách hết sức thuyết phục. Nếu như khả năng tấn công mạnh mẽ là chìa khóa đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bán kết, thì lối chơi phòng ngự, phản công lại là sự tính toán vô cùng chính xác mang tới chiến thắng 2-1 trước đội tuyển nữ Philippines. Toàn thắng cả 4 trận, ghi được 23 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Đội tuyển nữ Việt Nam hiên ngang bước vào trận chung kết gặp nhà đương kim vô địch Thái Lan. Tôi cho rằng cái chiến thắng của đội tuyển bóng đá nữ trước đội tuyển Thái Lan ở chung kết AFF Cup này cũng là rất quan trọng. Tại vì đội tuyển nữ Thái Lan thì vừa dự cái giải World Cup bóng đá nữ thế giới, nghĩa là họ đã là một trong 24 đội mạnh nhất thế giới rồi. Thì mặc dù đội tuyển chúng ta có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, nhưng mà tôi nghĩ cái chiến thắng này là quan trọng vì nó tạo tiền đề cho chúng ta có cơ hội, có niềm tin để chuẩn bị cho cái giải World Cup 2023, khi đó thì FIFA sẽ tăng từ 24 đội lên 32 đội. Thì lúc đó thì cơ hội dành cho đội tuyển bóng đá nữ cũng sẽ nhiều hơn. Chiến thắng này sẽ giúp bóng đá nữ chúng ta sẽ có cái niềm tin và cái sự chuẩn bị dài lâu cho World Cup 2023 sắp tới. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ nữ là tuyệt vời. Họ thi đấu rất là lăn xả, quyết tâm đến cùng. Cái thứ hai nữa là cái đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra đã được các cầu thủ là thực hiện rất là nhuần nhuyễn, và đặc biệt là huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cho thấy ông là người rất có duyên với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ông đã từng đã đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành rất nhiều ngôi vô địch trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, lại có lợi thế sân nhà. Thế nhưng các tuyển thủ của chúng ta vẫn thể hiện được bản lĩnh tuyệt vời trong suốt thời gian thi đấu chính thức. Để rồi, bàn thắng duy nhất của đội trưởng Huỳnh Như ở phút 93 đã mang về chức vô địch đầy vinh quang dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.